Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn kiếm token free, tức là kiếm tiền điện tử free. Dự án hôm nay là Soul Reborn. Đây là một cái dự án mạng Binance Smart Chain. Các bạn sẽ nhận được một NFT Masterbox các bạn nhé, từ dự án này kết hợp với Galaxy. Dành cho tất cả các thành viên tham gia, chúng ta vẫn làm ở trên nền tảng Glam.io. Bạn nào mà chưa có tài khoản Glam.io thì mọi người nhớ đăng ký cho mình một tài khoản nhé. Ở đây thì mình đăng ký rồi và login rồi. Còn bạn nào mà chưa đăng ký thì các bạn đăng ký cho mình nhé. Còn 11 day nữa là kết thúc, từ ngày 27 Gen đến ngày 9 tháng 2 sẽ kết thúc cái sự kiện này. Ở đây thì nó sẽ có một số nhiệm vụ mạng xã hội được khá là đơn giản thôi. Chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ follow Twitter. Đấy, mọi người ấn follow nhé. Quay lại, mọi người ấn vào don continue. Galaxy này chúng ta cũng follow luôn. Mình cái nào nó follow rồi là nó tích V cho mình, tại vì mình đã gắn cái Twitter của mình vào đây rồi này. Cái phần red chain này là mình chưa làm này. Đấy thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiện ra một cái link để cho mình làm. Đây. Các bạn ok một phát là nó sẽ ra link thôi. Đấy, mọi người ấn Red Chain. Mọi người ấn Continue. Visit, cái này thì nó chỉ cần visit thôi, là nó tích V thôi. Chúng ta không cần phải theo gì cả nhé. Cái này thì chúng ta enter discount. Cái này thì chúng ta sẽ phải join hai cái discount nhé. Chắc là bị đầy rồi đấy, discount của mình hay bị đầy lắm. Đấy, vào đây các bạn tích V cho mình một cái nhé. Continue. Đấy, Galaxy này cũng thấy này. Tiếp tục accept. Này, con này là đầy rồi đây này. Đấy, như thế này là bị đầy đấy mọi người ạ. Là chúng ta sẽ phải bỏ bỏ một số cái group đi để chúng ta có thể theo dõi được cái group lúc nãy. Rồi đây các bạn theo đây này thì nó sẽ khác này. Nó sẽ accept được luôn. Còn nếu mà các bạn đầy ấy là nó sẽ không accept được nhé các bạn nhé. Đấy, nó không login vào trong được luôn ấy. Những tài khoản mạng xã hội này là các bạn phải có và đăng ký trước nha các bạn nhé. Vào đây thì mọi người sẽ ấn vào cái bộ tay này. Đây. Captcha hay là cái gì đây? Welcome. Quay lại mọi người ấn continue. Cái này thì chúng ta sẽ ấy thôi. Chúng ta sẽ join ở trên Telegram group. Ấn continue. Cái này thì chúng ta sẽ dán ví BEP 20, chúng ta vẫn sử dụng mạng Binance Smart Chain và ví MetaMask mọi người nhé. Các bạn có thể dán ví Chut Wallet cũng được, ok, không có vấn đề gì cả. Ở dưới thì chúng ta sẽ thấy một cái link để chúng ta giới thiệu bạn bè. Các bạn càng giới thiệu nhiều bạn bè thì cơ hội các bạn nhận được nhiều token hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này cùng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh của mình thì mọi người nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.